Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế FIATA Ivan Bestrov đang thăm và tham dự hội nghị thường niên khu vực châu Á Thái Bình Dương của FIATA được tổ chức tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng ngài Chủ tịch Liên đoàn và đoàn công tác đã đến thăm thành phố, đồng thời giới thiệu tổng quan những tiềm năng thế mạnh hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện. Thành phố tập trung vào các lĩnh vực du lịch, phát triển công nghệ cao, công nghệ thông tin và logistics. Đà Nẵng có thế mạnh về cảng biển, hàng không, đường bộ, đường sắt. Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn ngài Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế hỗ trợ Đà Nẵng phát triển thành trung tâm tầm cỡ của khu vực và đất nước, và mong FIATA luôn là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics Đà Nẵng và Việt Nam nói chung với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics trên thế giới. Chủ tịch FIATA Ivan Pestrov chia sẻ về những ấn tượng về thành phố, đồng thời đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực logistics tại Việt Nam và tầm nhìn mục tiêu của chính phủ Việt Nam và thành phố trong lĩnh vực này, có nhiều điểm tương đồng với tầm nhìn của FIATA. FIATA mong muốn tăng cường hợp tác hỗ trợ với Đà Nẵng và Việt Nam. Ông Ivan Pestrov cho biết, FIATA là tổ chức đại diện cho các nhà giao nhận vận tải logistics trên 150 quốc gia với hơn 400 doanh nghiệp. Lần này đến Đà Nẵng, ông và Liên đoàn sẽ xem xét các tiềm năng thế mạnh của thành phố trên lĩnh vực logistics. Và ông cho biết định hướng của Liên đoàn hoàn toàn tương đồng với định hướng của thành phố, nhất là trong chuyển đổi số.